Mới đây, đoạn clip của chị N đăng tải trên trang cá nhân với lời tiễn biệt ba đã nhận được nhiều sự đồng cảm. Được biết, ba chị mắc Covid-19 tầm cuối tháng 8, gia đình chị 4 người đều dương tính, nhưng chỉ có cha chị, anh trai và cháu đi cách ly tập trung rồi sau đó được về nhà. Do có hai con nhỏ mới sinh được hơn 4 tháng, vợ chồng lại ở riêng nên chị N không thể về nhà chăm sóc ba. Đoạn clip tiễn bác đi cách ly cũng do chị dâu chị N quay lại. Lúc ba hấp hối, chị N cũng không thể về kịp, chỉ nhìn ba qua màn hình điện thoại. Chị nói, đó là điều chị hối tiếc nhất cả đời. Nhớ về người cha đã quá cố, chị vẫn dành một sự kính trọng, thương mến vô cùng. Với chị, ba là một người hoàn hảo, sống cả đời chắc chiêu cho con cháu. Câu chuyện của chị sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều sự thương cảm trên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại lời chia buồn cũng như động viên chị vượt qua nỗi đau này.